Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Thuyền trưởng nào phù hợp cho đội tuyển Việt Nam? Lực bất tòng tâm hay chúng ta chỉ có như vậy? Thuyền trưởng nào phù hợp cho tuyển Việt Nam? Ghế nóng của tuyển Việt Nam hiện nay đang bỏ trống sau trận thua tuyển Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 trên sân Mỹ Đình. Ông Philippe Chaussier buộc phải ra đi. Người hâm mộ đang chờ đợi và sự lựa chọn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho vị trí thuyền trưởng của tuyển Việt Nam cho các mục tiêu lâu dài. Tiêu chí nào là quan trọng? Theo như thông tin từ VFF, tân huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam sẽ được ký hợp đồng vào tháng 6 tới để huấn luyện viên mới có thời gian làm quen với đội tuyển Việt Nam, hướng đến kết quả tốt nhất trong hai trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup khu vực châu Á. Dự kiến ban đầu, VFF có thể sẽ sử dụng huấn luyện viên trưởng tạm quyền cho hai trận đấu của tuyển Việt Nam gặp tuyển Philippines và tuyển Iraq trong tháng 6. Đây là phương án có thể chấp nhận được khi mà thời gian không còn quá nhiều cho VFF để có thể tìm ra vị thuyền trưởng chất lượng và phù hợp. Trong quá khứ, VFF từng làm điều tương tự mời huấn luyện viên Mai Đức Chung nắm tạm quyền khi chưa ký hợp đồng với huấn luyện viên ngoại. Công cuộc tìm kiếm huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam của VFF nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông và người hâm mộ. Nhiều tiêu chí đưa ra trước khi lựa chọn là điều VFF và Hội đồng huấn luyện viên quốc gia phải làm. Trong đó, tiêu chí cho tân huấn luyện viên trưởng là phải có uy tín, trình độ chuyên môn cao và phù hợp với bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, yếu tố về tài chính chiếm quyết định không nhỏ trong việc lựa chọn huấn luyện viên tuyển Việt Nam. Được biết là số tiền để chi trả lương cho huấn luyện viên tuyển Việt Nam nằm ở ngưỡng khoảng 50.000 đến 60.000 đô. Điều này đồng nghĩa phải chọn lọc và có được số lượng huấn luyện viên ứng viên nhất định. VFF đã nhận được khoảng 10 hồ sơ ứng tuyển từ các nhà cầm quân trên khắp thế giới, trong đó nhiều nhất là các huấn luyện viên châu Âu và châu Á. Sau khi chia tay huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier, phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Trần Anh Tú khẳng định, VFF sẽ cần nhiều tiêu chí khác nhau để lựa chọn huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Các tiêu chí này sẽ giúp cho VFF đánh giá được ứng cử viên có đạt được định hướng của VFF hay là không. Về cơ bản, các huấn luyện viên cần phải có chuyên môn tốt, hiểu được văn hóa và bóng đá Việt Nam, biết chấp nhận sự khác biệt. Trong buổi làm việc gần đây của thường trực ban chấp hành VFF cùng với Hội đồng huấn luyện viên quốc gia đã trao đổi về tiêu chí tuyển chọn, có gần 60% thành viên ban huấn luyện của VFF đã muốn thuê huấn luyện viên người Nhật Bản dẫn dắt tuyển Việt Nam và khoảng 40% còn lại muốn tìm nhà cầm quân gốc Hàn Quốc. Trong khi đó, gần như không có thành viên nào muốn thuê huấn luyện viên châu Âu. Tuy nhiên, những nội dung này chỉ dừng lại ở mức trao đổi sơ bộ và chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra cả. Việc tìm người thay thế huấn luyện viên Philippe Chaussier không thiên về huấn luyện viên châu Âu hay là châu Á, mà điều quan trọng nhất vẫn là ứng viên cần phải đáp ứng được các tiêu chí đặt ra của VFF. Mức lương vừa phải, chuyên môn giỏi và am hiểu bóng đá Việt Nam được đưa ra để tìm huấn luyện viên trưởng Việt Nam. Câu chuyện quốc tịch, sắc tộc là một yếu tố được tính đến. Thế nhưng điều quan trọng khi mà lựa chọn thì vẫn phải là đẳng cấp chuyên môn và kiến thức, tầm nhìn, sự hiểu biết về bóng đá Việt. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng lựa chọn các chiến lược như là Edson Tavares, Dido, Franco Gott hay là Letas. Trong đó, các huấn luyện viên người châu Âu như là Katweigang, Alfred Riedel cũng đã mất. Henrique Calisto đã có những đóng góp lớn trong sự nghiệp phát triển của bóng đá Việt Nam. Họ chính là những người đưa bóng đá Việt Nam từ mức độ rất thấp để bước vào bóng đá mang dáng dấp chuyên nghiệp, vươn tầm ra khu vực. Về triết lý lối chơi phù hợp, bóng đá Việt Nam hiện đã có nhiều thay đổi trong khoảng một thập niên gần đây. Những thành tích tại khu vực Đông Nam Á phần nào khiến cho Việt Nam thay đổi định hướng. Đó là việc vươn tầm châu lục, thậm chí xa hơn là dự cả World Cup, sân chơi lớn nhất mà bất cứ quốc gia nào cũng hướng đến. Tuy nhiên, nhìn nhận khách quan thì sự thay đổi của bóng đá Việt Nam chưa thể hiện được với tầm World Cup. Vì vậy mà việc lựa chọn huấn luyện viên cho tuyển Việt Nam cần phải có triết lý phù hợp với thể lực và thể hình. Khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, chiến lược gia Park Hang-seo lựa chọn lối chơi phản công và đây là điều dễ hiểu khi mà đa số cầu thủ Việt Nam có phần nhanh nhẹn, khéo léo, tinh thần chiến đấu ngoan cường nhưng lại không đồng đều. Triết lý lối chơi của ông Park Hang-seo phù hợp với con người thực tại của bóng đá Việt Nam. Thành tích của tuyển Việt Nam ở các giải đấu khác nhau dưới thời của ông Park như là một minh chứng. Trong khi đó thì lối chơi kiểm soát bóng của ông Chaussier là có cơ sở. Đặc biệt chiến lược gia này tự tin vào sự thay đổi của mình cho bóng đá Việt Nam nhưng nền tảng cần phải phát triển cơ bản lại chưa đồng đều. Một số ít có nền tảng kỹ thuật cơ bản ở mức ổn định, tư duy chơi bóng thì hiện đại. Giấc mơ World Cup thì không phải là câu chuyện của riêng một huấn luyện viên có thể làm được. Trong thời điểm này, bóng đá Việt Nam vẫn còn cách xa top những đội đứng đầu châu Á, thậm chí là chưa thể sánh ngang được với đại kình địch Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á. Cuộc cách mạng tân từ vị trí huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam đang được chờ đợi hơn lúc nào hết, nhưng để nuôi dưỡng tình yêu của người hâm mộ, thành tích chuyện này không hề là dễ dàng.
lực bất tòng tâm hay là chúng ta chỉ có như vậy? U23 Việt Nam đã không thể vượt qua được thách thức mang tên U23 Iraq. Điều đó thì cũng không nằm ngoài dự đoán. Nói đúng hơn, đó chỉ là một sự xác nhận cho năng lực hiện tại của chúng ta. Một đội bóng đá nằm trong top 20 châu Á nhưng vẫn còn khoảng cách xa với top 10. Trong bảng xếp hạng sức mạnh của hãng thống kê Opta, một thước đo có giá trị tham khảo gần gũi hơn bảng xếp hạng của FIFA, thì V-League chỉ đứng hạng 4 trong các giải vô địch quốc gia Đông Nam Á, còn các câu lạc bộ Việt Nam thì nằm ngoài top 10 khu vực. Đội bóng có thứ hạng cao nhất của Việt Nam là Hà Nội FC, hiện ở hạng 183 châu Á, đứng sau gần 20 đội thuộc khu vực Đông Nam Á. Còn theo Transfermarkt, đội tuyển Việt Nam có tổng giá trị đội hình vào khoảng 5,7 triệu euro, tức là giá chuyển nhượng cao nhất là Philip Nguyễn 600.000 euro, kém tuyển Malaysia 6,25 triệu, Thái Lan 9,6 triệu và đặc biệt là Indonesia, đội đã đẩy tổng giá trị đội hình lên đến 10,8 triệu sau khi nhập tịch 10 cầu thủ. Có thể là chúng ta cho rằng đây chỉ là những con số, không phải là năng lực thực tế, nhưng hãy nhớ rằng chiều đại huy hoàng của ông Park Hang-seo tại Việt Nam cũng bắt đầu từ các con số nghe có vẻ như là khá phù phiếm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khi đó chỉ dám nhận một chỉ tiêu, đó là đưa Việt Nam vào lại top 100 của FIFA sau một năm. Ông đã làm được và những gì sau đó thì đã là lịch sử. Con số thì chỉ có thể là con số, nhưng trong những hoàn cảnh cụ thể, cho dù là mang tính tương đối thì chính các con số như là thứ cụ thể nhất để có thể đánh giá được năng lực của bản thân. Không nền bóng đá phát triển nào lại đi đặt ra các mục tiêu kiểu như là đá đẹp, thua cũng được. Trong nền bóng đá hiện đại, khi mà các con số thống kê đang là một phần không thể thiếu, người ta sẽ xác định phong cách chơi bóng thông qua số lần phạm lỗi, về số thẻ, số lần đoạt bóng và cả những con số kỳ vọng ở bàn thắng, tình huống mở, cố định hay là số đường chuyền, tấn công đá đẹp hay là phòng ngự chơi xấu đều có thể phản ảnh qua các con số. Một đội bóng chơi phòng ngự chủ động, nhưng nếu như các con số về thẻ phạm lỗi ít hơn đối thủ chơi tấn công, thì chính đội bóng phòng ngự ấy mới đang chơi bóng đá có phong cách chứ không phải là đội bóng kia. Trong khi đó, những thất bại của Việt Nam trong 2 năm trở lại đây gắn liền với rất nhiều các pha phạm lỗi, những tình huống VAR và cả sự sụt giảm nghiêm trọng về tỷ lệ kiểm soát bóng. Đơn cử như là 4 trận đấu với Indonesia từ SEA Games cho đến ngày hôm nay, các đội tuyển Việt Nam đều có các thông số tệ hơn đối phương trong tấn công và nhiều hơn họ các thông số về kỷ luật. Chúng ta vẫn hay nói Indonesia hay đá xấu, bạo lực, thế nhưng dựa trên các con số thì họ hoàn toàn không phải là đội bóng thắng bằng lối chơi tiêu cực. Thế cho nên, cách mà chúng ta để thua Indonesia tại SEA Games 32, tại Asian Cup, vòng loại World Cup hay là việc dừng chân tại U23 châu Á chỉ là những gì mà chúng ta đang có hiện tại. Lực bất tòng tâm, năng lực có hạn thì không thể đi xa. Đó là góc nhìn song phẳng. Vấn đề còn lại là chúng ta thay đổi điều đó bằng cái gì? Vẫn là hô hào và những chỉ tiêu mang cảm tính, nhờ cậy và yếu tố tinh thần hay là thực sự nghiêm túc để bắt tay vào việc cải thiện các con số không mấy tích cực ở đội tuyển và ở các giải đấu quốc nội.